Mở mày nhép vô, qua bên mở. Đập cái nó mày chết hết. Cái này nó có bơm nó đâu đi nè ha. Hả? Không bơm. Đó. Không đổ. Không đổ đi, giữa đâu nó chảy xuống. Nó có cho mày thân cấm mà. Nổ quá. Ám sợ cái anh nói cái gì chi đi. Chị có biết hồ bên đó cũng nóng như hồ bên đây. À, có nóng gì đâu. Nhảy xuống đi. Nóng không? Nhảy xuống hả? Trời, mà đồ gì sao nhảy? Vậy có gì đâu, nhau nóng nước sôi, có ăn khỉ gì đâu, cái này nước trong vắt. Ừ, con muối kìa, xì phó gì? Mắt xe chân không anh? Hả? Con nhỏ kia là mắt xe chân rồi. May, may, muối bự quá trời bự luôn. Sao á? Này hả? Dạ. Cái này chắc là... Dạ. À, tắm tắm bên kia kìa. Ừ, con chạy vòng vòng vài luôn. Sao má nó không vậy? Thấy anh đứt còn mộng vậy, anh đứt trắng còn mấy thiên, ai tốt bằng xà lỏn vậy. Anh có băng khăn sao không? Hả? Anh có băng khăn sao không? Ờ. Tôi quên khăn rồi, phải mua. Ôi da. Bỏ ra. Bỏ xuống nuôi, còn cả bộ nít. Mặc quần, không mặc quần nó mặc cỡ không? Phải mượn quần của mẹ đi ra con sọ đắng ra ăn quần như này chọn. Ờ, có con sọ đắng nhìn theo á. Thế nữ này con thôi. Thế có chuyện bạn trai không vậy? Có chuyện với bạn. Hả? Bạn gái thôi, bạn trai nè. Bạn trai nha. Bạn trai. Con mũi rất là bự luôn. Có cái anh nào theo không? Không. Có mà, không có muốn mày nói với em là cái gì quần. Nói gì? Anh nói cái gì mà bạn trai. Bạn trai thương chị ba mà chị ba không thương bạn trai. Bạn trai á, bỏ chị ba luôn. Thằng đó 17 tuổi. 17 tuổi dụ con rồi. Nó thấy con đẹp gái quá hả? Đồ đập chết. Cái gì? Gỡ lên cứ hai nó cầm gì nó. Vậy này khói hơn lên không kia nóng hơn mà. Anh canh thử mấy phút. Nó đang không. Bé nãy giờ mấy phút rồi? 10 phút rồi. Đi
vòng này. Chừng nào mà nó nước rồi dục như thế. Cái gì thôi. Vô, nước có vô không? Cô Quang, cộng gì là cô? Đây nè. Cô Quang, cộng gì vậy? Trứng. Trứng có ớn. Trứng bở. Đây nè, ớt ngủ. Ngủ, ngủ, ngủ đi. Ủa trời nào đâu ngủ. Ai mà ngủ? Cô Quang hả? Lấy miếng con giấy cầm lên. À, bên kia rồi, cô Quang. Cây một trứng đúng không? Wow, chị nửa trứng bở vậy không? Cái này dày hơn. Tiếng gì đâu mà dữ vậy? Ở trong đâu có trứng đâu, đúng không? Em mới cho mổ. Nhìn thấy hàng bánh mì. Chị, này, bỏ qua đây đi chị. Đi. Nè, đem qua bên. Em qua bên đó. Đây nè. Đây.